Trao lại cúp này cho Lê Xuân. Bạn có thật sai. Voi con bướm nữa phải không? À, khỉ hả? Con voi, con ngựa, voi, gà, khỉ, ngựa, voi chín gà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mèo, mèo với ngựa nữa phải không? Mèo không, voi chín gà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Ở đâu ra vậy trời ơi? Tưởng tượng hay quá vậy. Thì đó, tưởng tượng đại đi. Voi là chắc rồi, gà chắc rồi, ngựa chắc rồi, ngựa. Khỉ, con khỉ nè, con khỉ nè. Đúng rồi, Tinh Tinh. Con ở dưới là con chuột đó. Một bức tranh rất là nhiều tranh cãi. Chúng ta sẽ nghe Lê Xuân Tùng chia sẻ. Em làm bức tranh này có con khỉ và con ngựa, con mèo, con chuột và con gà. Đây là phần con chuột ạ. Còn đây là phần con mèo, đây là phần con ngựa và đây là con khỉ. Ngoài vòng ngoài là con voi ạ. Thêm một nét nữa là nó sẽ thêm một con giáp nữa ạ. Con chó ạ. À, con chó đúng rồi. Hả? À, sao cái đuôi mà không làm luôn cái con nó đi? Dạ, em muốn tạo cái sự bất ngờ để thêm nét sau này thêm ạ. À, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe cảm xúc từ ban giám khảo chuyên môn. Tôi theo dõi ngay từ đầu và tôi trong đầu mình á, mình hình dung là chắc làm ai đây, Lê Hoàng hay là ai nữa đây á. Nhưng mà mình bị đúng là bị đánh lừa. Mình bị đánh lừa, mình cứ nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn cái kiểu nào cũng không ra được gì hết á. Tôi cũng lại có một cái suy nghĩ là gì? Chắc là một vài đường nét lên rồi ngồi đốt lên là sẽ ra một cái bức tranh đã có sẵn á. Đại khái là trong lòng tôi là vậy. Nhưng mà khi bạn đốt lên thì tôi thấy là tôi lại thích hơn là vẽ hình người. Trước á thì nếu anh Tường chưa có tâm phục khẩu phục lắm cái tiết mục của bạn, bởi vì bạn đem ra bày ra nhiều màu sắc mà không sử dụng hết. Lần này tuy rằng cái con gà con khỉ đó là một cái nhỏ nhưng mà thật ra đó là một cái nét chấm phá cho cái bức tranh mình nó sinh động hơn. Chứ nếu mà nguyên bức tranh còn cái màu nâu không như cái đợt trước á nó buồn lắm. À, rõ ràng là đợt này là đã có thêm vô những cái họa tiết như vậy rất là đẹp luôn. Đúng là vậy, đẹp hơn là hình người nè. Anh đây sao anh? Nghĩa là đẹp hơn Minh Nhí là chắc rồi đó. Vậy cơ anh so sánh gì kìa. Bởi nhiều khi mình muốn thân thiện với anh Lê Hoàng mà thân không có được à. Thân thiện với bộ anh thấy sao anh, cái phán cầu cơ. Trời đất ơi. Tuần trước Phương Thanh không có, cho nên ngày hôm nay Phương Thanh bị bất ngờ. Bởi vì thật sự ra Phương Thanh chỉ có thể nói rằng là bạn rất là tài hoa. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn em khả chuyên môn.